Ban đầu từ vô hình trống không, Thượng Đế dựng nên thế giới. Ngài dựng nên trời, đất cùng với muôn loài vạn vật trong đó. Khi ngắm nhìn mọi điều Thượng Đế đã dựng nên, ta thấy thật diệu kỳ. Mọi vật tuyệt vời đó bày tỏ sự tể trị cao cả và quyền năng lớn lao của Thượng Đế trên thế giới này. Muôn loài do nơi Ngài dựng nên thật phong phú sống động, trải đều trên khắp đất. Người nam đầu tiên được Ngài nắn nên từ bụi đất. Rồi Ngài hà hơi vào mũi người, ban cho người sự sống, tên chàng được gọi là Adam. Sau đó, Ngài tạo nên người nữ đầu tiên để làm vợ, cùng bầu bạn với Adam, đặt tên là Eva. Thượng Đế dựng nên người nam cùng người nữ, để tận hưởng sự trọn lành trong mối quan hệ mật thiết với Ngài. Họ sống thật hạnh phúc dưới sự che chở của Ngài tại một khu vườn Eden tươi đẹp, là nơi không có khổ đau và chết chóc. Ngài dặn Adam, con được phép ăn tất cả các trái cây trong vườn, trừ cây biết điều thiện ác. Nếu ăn trái đó, con sẽ chết. Một ngày nọ, Satan cám dỗ Eva, nàng đã ăn trái cấm, rồi chồng của nàng cũng ăn nữa. Chính lúc đó, mối quan hệ giữa họ và Thượng Đế đã bị phá hủy. Thượng Đế là thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi trong con người tội nhân. Thượng Đế đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng. Họ phải gánh chịu điều xấu hổ này bởi vì không vâng lời của Thượng Đế. Hậu quả sau đó, Adam, Eva, cả con cháu họ đều phải chịu xấu hổ, đau đớn và chết chóc. Nhưng Thượng Đế nhân từ hằng yêu thương con người, Ngài đã chuẩn bị sẵn một con đường cho họ quay trở lại để sống với Ngài. Kinh Thánh bày tỏ, Thượng Đế tiết lộ kế hoạch cứu rỗi nhân loại khỏi sự trừng phạt mà đáng ra họ phải gánh chịu, và họ sẽ có thể sống mãi trong mối liên hệ với chính Ngài. Thượng Đế đã bày tỏ một phần kế hoạch cứu rỗi cho tiên tri Abraham. Bởi vì Abraham tin cậy và tôn kính Ngài, Ngài hứa ban phước cho ông, và nhờ ông mà mọi dân tộc trên thế gian sẽ được phước. Ngài cũng sẽ ban cho Abraham thật nhiều con cháu. Dòng dõi ông sẽ đông như sao trên bầu trời, nhiều như cát dưới bờ biển. Abraham tin nơi Thượng Đế, và bởi đức tin lớn đó nên Ngài kể ông là người công chính. Mọi người gọi ông là bạn của Thượng Đế. Một ngày kia, Thượng Đế đưa ra một yêu cầu để thử lòng tin cậy và vâng lời của Abraham. Ngài bảo Abraham dùng chính con trai của mình làm của lễ thiêu. Bởi đức tin, Abraham biết Thượng Đế thành tín sẽ giữ những điều Ngài đã hứa về dòng dõi của ông. Ông vâng lời Ngài. Nhưng khi Abraham cầm dao lên, chuẩn bị giết đứa con duy nhất của mình, thì có lời phán từ Thượng Đế: đừng tra tay vào mình con trẻ, và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con người. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Khi Thượng Đế mang đến một con chiên đực để làm vật hiến tế thay thế cho con trai của Abraham, Ngài đã thể hiện tình yêu của mình với nhân loại. Ngài cũng đang bày tỏ kế hoạch cứu chuộc con người thoát khỏi sự chết đau đớn nơi hỏa ngục bằng phương cách của chính Ngài. Thời Cựu Ước, Thượng Đế đã bày tỏ cho các nhà tiên tri rằng Ngài sẽ ban xuống một đấng vô tội để chết thay cho dòng dõi hậu duệ của Adam,
và rửa sạch mọi sự đau đớn nhục nhã của họ. Thượng Đế đã mở ra con đường cứu rỗi cho bất cứ ai tin nhận Ngài, ban cho họ sự sống mới. Họ sẽ được ở với Ngài mãi mãi. Các nhà tiên tri gọi Ngài là Đấng Mêsia. Ngài đến thế giới để giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi, và Ngài sẽ làm vua của họ mãi mãi. Vài trăm năm trước khi Đấng Mêsia giáng thế, các đấng tiên tri đã báo trước về những việc Ngài sẽ làm và cả những điều sẽ xảy đến với Ngài. Ngài sẽ được gọi Con là con ta. Cụm từ này bày tỏ mối liên hệ vô cùng mật thiết giữa Đấng Mêsia và Thượng Đế. Nhưng không phải chỉ về mối liên hệ cha con huyết thống, mà chỉ về địa vị của Ngài. Đấng Mêsia cũng chính là vua và là Chúa cứu thế. Lời Thánh Kinh trong Ê-sai chép: Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai. Con trai được nhắc đến ở đây là Chúa cứu thế. Và đó chính là cách mà Đấng Mêsia đã đến thế gian để cứu nhân loại thoát khỏi sự chết. Rất nhiều nhà tiên tri đã viết về Đấng Mêsia. Ngài sẽ sinh tại Bethlehem, sẽ cưỡi lừa vào thành Jerusalem và được dân chúng tung hô làm vua. Và rồi Ngài bị chính môn đồ mình phản bội chỉ vì 30 nén bạc. Sau 3 năm chức vụ, Ngài bị bắt. Dầu vậy vẫn vui lòng chịu chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi loài người. Sau 3 ngày, Ngài sẽ từ cõi chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngự trên đám mây, trình diện trước Thượng Đế và được ban cho quyền thống trị đời đời trên muôn dân, muôn nước. Hơn 2.000 năm trước, có một con người thật sự đã sống trên thế giới này. Người đó chính là Chúa Giê-xu. Khi mọi người nhìn thấy những gì Chúa Giê-xu phán và làm, họ hỏi lẫn nhau: có phải Đấng Mêsia không? Liệu cuộc đời của Chúa Giê-xu có giống những gì các tiên tri đã viết về Đấng Mêsia không? Bộ phim cho biết Chúa Giê-xu là ai, những điều Ngài đã phán và làm như được chép lại trong Kinh Thánh. Trong phim, một nam diễn viên đã đóng vai Chúa Giê-xu. Chắc chắn không một ai xứng đáng làm điều này. Nhưng bộ phim được quay với mong ước mọi người có thể biết, tin nhận Chúa Giê-xu và hưởng phước hạnh mà Thượng Đế đã hứa ban. Theophile thân mến, tôi viết thư này cho ông để thuật lại tất cả những sự việc đã diễn ra giữa chúng tôi. Hy vọng giúp ông có thể hiểu mọi việc một cách chính xác nhất. Vào thời hoàng đế Auguste còn trị vì đế quốc La Mã và Herod là vua của xứ Jude, Thượng Đế đã sai thiên thần Gabriel đến viếng thăm một trinh nữ ở thành Nazareth. Người trinh nữ đó tên là Marie. Marie đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô. Cô sẽ thụ thai và sanh một người con trai. Hãy đặt tên cho đứa bé là Giê-xu. Làm thế nào được? Tôi là một trinh nữ. Chúa Thánh Linh sẽ ngự trên cô. Chính vì thế, con thánh đó sẽ được gọi là con của Đấng Chí Cao. Vương quốc Ngài sẽ còn đến đời đời. Sau đó, Marie lên đường đến một làng nhỏ thuộc xứ Jude để thăm người chị họ Elizabeth cũng vừa được thụ thai một cách lạ thường. Elizabeth! Marie! Marie của chị! Em là cô gái có phước nhất đời. Đứa con em đang mang được chút phước lớn, vì ngay từ lúc chị nghe tiếng em chào, em bé trong bụng chị cũng bấy lên vui sướng. Tâm hồn em ngợi khen Chúa, tâm linh em vui sướng nơi Thượng Đế Đấng cứu rỗi em. Từ bây giờ mọi thế hệ sẽ gọi em là người có phước. Tất cả đàn ông ở Nazareth chú ý, hoàng đế Auguste ban sắc lệnh phải mở cuộc điều tra dân số trên toàn lãnh thổ của xứ Galilee và xứ Jude. Tất cả hãy lập tức quay trở về nơi sinh của mình và đăng ký vào trong sổ bộ.
Joseph liền lên đường về thị trấn Bethlehem xứ Giu-đê để đăng ký sổ bộ. Anh đi cùng Mary là người đã đính hôn với mình. Đang trên hành trình đó, Mary đã sanh Chúa Giê-xu trong chuồng súc vật đơn sơ, vì Bethlehem chẳng còn một nhà trọ nào cả. Bây giờ, cũng trong vùng đó có nhóm người chăn chiên đang ở ngoài đồng. Họ thức đêm canh giữ bầy chiên của mình. Rồi đột nhiên, thiên thần của Chúa xuất hiện, mang vinh quang của Chúa chiếu rọi quanh họ. Chính hôm nay, tại thành David, đấng cứu thế đã ra đời. Ngài là Chúa, là vua. Vừa nghe tin, nhóm chăn chiên vội vàng đi tìm hài nhi sinh nơi máng cỏ. Khi đã tìm thấy, họ vui mừng loan báo khắp nơi rằng đấng cứu thế đã giáng sinh. Đến ngày thứ 8, hài nhi được làm lễ cắt bì và được đặt tên là Giê-xu, theo như lời thiên sứ đã phán. Kế đó, Joseph cùng Mary đưa con trẻ lên Jerusalem dâng cho Đức Chúa Trời. Trong đền thờ có một người đạo đức tên là Simeon. Ông được Chúa Thánh Linh hứa gìn giữ mạng sống cho đến khi nhìn thấy đấng cứu thế. Lạy Thượng Đế, theo như lời Ngài đã hứa, xin cho con được ra đi bình an. Vì đôi mắt con đã nhìn thấy đấng cứu rỗi, con tin con trẻ này đã được chọn bởi chính Ngài. Thượng Đế ban phước cho các con. Sau khi hoàn tất nghi lễ theo quy định của luật Môi-se, Joseph đưa Mary và Chúa Giê-xu từ Jerusalem trở về Nazareth. Vào năm Chúa Giê-xu được 12 tuổi, Joseph và Mary đưa Ngài lên Jerusalem để làm lễ vượt qua. Trên đường trở về, họ tưởng rằng con trẻ Giê-xu theo sau mình, nhưng Ngài đã ở lại Jerusalem. Họ vội vàng quay lại để tìm Chúa Giê-xu. 3 ngày sau đó, họ tìm được Ngài đang ngồi nơi đền thờ với nhiều thầy thông thái và trưởng lão. Cậu ấy là con trai nhà ai mà hỏi nhiều như vậy? Cậu ấy ở Nazareth, con trai bị lạc của chúng tôi. Xin hãy thứ lỗi cho cậu ấy. Nghe Chúa Giê-xu trả lời, ai nấy đều sửng sốt. Con trai, tại sao con lại làm như vậy? Con có biết trong lúc tìm kiếm con, cha mẹ đã lo lắng tới mức nào hay không? Sao cha mẹ lại đi tìm con? Cha mẹ không biết là con phải lo việc của cha con sao? Kế đó, Chúa Giê-xu theo cha mẹ trở về Nazareth. Ngài lớn lên khỏe mạnh, khôn ngoan. Cách sống của Ngài luôn làm hài lòng Thượng Đế và mọi người. Vào năm thứ 15, đời hoàng đế Tiberia trị vì, Philát làm tổng đốc xứ Giu-đê và Herod làm vua của xứ Galilê. Anne và Caiphe làm chức thượng tế. Lời của Thượng Đế đã đến với Giăng, con trai Elizabeth. Vì thế, ông lặn lội khắp vùng ven sông Giô-đanh để rao giảng về sự ăn năn tội và làm phép báp tem cho những người tin nhận. Hãy lìa bỏ tội lỗi trong lòng, nhận phép báp tem, Thượng Đế sẽ tha tội cho anh em. Đúng như những lời đã được tuyên báo trước trong sách tiên tri Ê-sai: có tiếng người hô lớn ở nơi hoang dã, hãy mau chóng dọn sẵn đường cho Thiên Chúa, hãy làm thẳng lối cho Ngài đi qua. Mọi thung lũng đều sẽ được lấp đầy, tất cả đồi và núi cao phải sang phẳng, phải làm ngay thẳng các nẻo quanh co.
và làm bằng lại các lối gồ ghề, thì khi đó cả nhân loại sẽ được nhìn thấy đấng cứu rỗi. Giờ phải làm sao? Dân, cho chúng tôi biết phải làm gì. Hỡi dòng dõi rắn độc kia, ông muốn chúng tôi làm gì? Xin hãy giúp, hãy chỉ chúng tôi cách thay đổi. Nếu như ai đang có hai cái áo, hãy chia bớt một cái cho người nào không có. Và hễ ai có thức ăn, hãy san sẻ. Thưa thầy, chúng tôi là người thu thuế, chúng tôi phải làm sao? Đừng thu thuế nhiều hơn so với mức quy định. Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi cần phải làm gì? Đừng cưỡng đoạt ai dù chỉ một đồng xu. Đừng lên án và vu cáo ai. Hãy vui lòng với đồng lương của mình. Thầy nói đi, thầy có phải đấng cứu thế không? Tôi làm phép báp tem bằng nước, nhưng đấng sắp đến vốn là đấng cao trọng hơn tôi bội phần. Cả chuyện cởi giày cho ngài tôi cũng không đủ tư cách để làm. Ngài sẽ làm phép báp tem cho anh em bằng thánh linh và bằng lửa. Trên tay của ngài cầm một cái nia mà dơ sạch sân lúa. Ngài đạp lúa và sẽ thu hoạch tất cả lúa mì vào kho mình. Khi Chúa Giêsu nhận phép báp tem, Đức Thánh Linh đã ngự trên Ngài qua biểu tượng chim bồ câu trắng. Lúc đó, có tiếng vọng lớn từ trời cao: Con là con yêu dấu của ta, ta thật vui lòng vì con. Khi đến 30 tuổi, Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng. Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh sau khi nhận báp tem dưới sông Giô-đanh. Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào nơi đồng vắng để chịu thử thách. Tại nơi đó, Ngài nhịn ăn 40 ngày đêm và bị quỷ vương cám dỗ. Quỷ vương nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là con Thượng Đế, hãy biến hòn đá này thành bánh đi. Thánh Kinh chép: Con người không sống chỉ nhờ thức ăn mà sống nhờ lời của Thượng Đế. Sau đó, quỷ vương đem Chúa lên nơi cao và chỉ cho Ngài thấy các vương quốc trên thế gian. Ta sẽ cho ngươi tất cả quyền lực, giàu sang và tôn quý. Cả thế giới này ở trong tay ta và ta có thể trao nó cho bất kỳ người nào ta muốn. Chỉ cần ngươi tôn thờ ta, ngươi sẽ có tất cả. Thánh Kinh chép: Hãy thờ phượng Chúa là Thượng Đế và chỉ phụng sự một mình Ngài. Quỷ vương liền đưa Ngài đến Jerusalem, đứng tại nơi cao nhất của nóc đền thờ. Nếu ngươi là con Thượng Đế, hãy nhảy xuống đi. Vì lời Thượng Đế phán, Thượng Đế sẽ sai các thiên thần đến bảo vệ ngươi. Ngài sẽ dùng tay thiên thần nâng đỡ ngươi, đến nỗi một hòn đá nhỏ cũng không thể làm trầy chân ngươi được. Lời Chúa phán rõ: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thượng Đế của ngươi. Thank you.
rồi Chúa trở về Nazareth, nơi Ngài đã sinh trưởng. Chào con. Chào thầy. Vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đến nhà hội như thường lệ. Ngài được mời đứng lên, đọc lời chép trong sách tiên tri Ê-sai. Thánh Linh của Chúa đang ngự trên ta. Ngài chọn ta để mang tin mừng đến cho người nghèo khó. Ngài sai ta đến để tuyên bố phóng thích cho những tội nhân, giúp người mù được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, và công bố cho mọi người đều biết thì giờ cứu rỗi đã đến. Nói hay quá. Ngay hôm nay, những lời đó đã ứng nghiệm, đúng như anh em vừa nghe đọc. Lời Chúa đã ứng nghiệm? Nhưng chỉ có đấng cứu thế mới làm tròn lời hứa. Làm sao biết được? Hẳn các ông sẽ nói với ta câu tục ngữ: thầy thuốc tự cho thuốc. Và các ông cũng sẽ nói rằng: hãy làm ở quê nhà mình những việc ta đã làm tại Ca-bê-na-ưm. Hãy nghe ta nói đây, không nhà tiên tri nào được quê hương mình quan nghinh. Bởi những lời đó, Chúa Giê-xu đã khẳng định Ngài là đấng cứu thế, được Thượng Đế chọn đem ơn cứu rỗi cho dân Ngài. Nhưng những người Do Thái này lại không tiếp Ngài như đấng cứu thế. Dân chúng đòi ném Chúa xuống vực thẳm, nhưng Ngài đã lướt qua giữa đám đông. Và theo lối riêng về thành Ca-bê-na-ưm, thành phố thuộc xứ Galilee. Quân La Mã xâm chiếm cả nước và ngang nhiên xuất hiện khắp mọi nơi. Dân Do Thái luôn trông mong một đấng cứu thế đến giải thoát họ khỏi bạo tàn. Bình an cho anh em. Chúc thầy bình an. Ta dùng chiếc thuyền này được không? Dạ được. Thầy sẽ không bỏ đi chứ? Giảng nữa đi. Hãy giảng cho chúng tôi. Thầy Giê-xu, giảng nữa đi. Một ngày nọ, có hai người đàn ông vào đền thờ cầu nguyện. Một người Pharisee và một người làm nghề thu thuế. Người Pharisee đứng tách riêng ra âm thầm cầu nguyện: tạ ơn Thượng Đế vì tôi không phải là hạng người tham lam, kẻ bất lương hay là đứa gian dâm như những người khác. Tạ ơn Ngài vì tôi không giống như cả thu thuế đứng bên kia. Tôi luôn kiêng ăn hai lần một tuần và dâng 1/10 thu nhập của mình. Còn người thu thuế thì đứng thật xa và cúi đầu cầu nguyện, không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết đấm vào ngực mình và nói rằng: Thượng Đế ơi, xin hãy thương xót, con là tội nhân. Anh em nên biết, một người được Chúa coi là công chính sẽ là người thu thuế chứ không phải là người Pharisee. Vì kẻ nào quá tự tôn sẽ bị hạ xuống, và người biết tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Hãy chèo thuyền ra nơi nước sâu ngoài kia, rồi anh em thả lưới xuống chỗ đó để đánh cá. Ồ, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt cả đêm rồi mà không được cái gì hết.
Nhưng nếu thầy đã nói như vậy, chúng tôi sẽ thử thả lưới coi. Sơ cơ Sơn. Sơn cơ, Sơn, mở băng thuyền tôi giúp chúng tôi. Mở lên nào. Không được, chúng tôi đang bận tay. Xin Chúa xa khỏi tôi. Tôi là người tội lỗi. Đừng lo lắng, từ nay anh em sẽ đánh lưới người. Hãy đến cùng ta và lắng nghe lời ta. Ai nghe ta sẽ nhận được sự sống. Hãy tìm kiếm Chúa ngay khi có thể, và hãy kêu cầu Chúa đang khi Ngài ở gần. Người xấu xa hãy từ bỏ đường xấu, kẻ bất chính hãy từ bỏ ý tưởng xấu. Hãy quay trở lại với Chúa, ăn năn và nhận ơn thương xót của Ngài, bởi vì Ngài giàu lòng tha thứ. Anh em sẽ bước đi trong niềm vui và được dìu dắt trong an bình. Ngài đến rồi, Ngài đây rồi, hãy nhìn kìa. Jesus, Jesus, xin Ngài hãy cứu con gái duy nhất của tôi. Xin Thầy hãy thương nó. Nó chỉ mới 12 tuổi, nó đang hấp hối. Xin hãy đi với tôi. Giai-ru, tôi rất tiếc. Giê-xu, con gái ông chết rồi. Ông đừng nên làm phiền Thầy nữa. Đừng sợ gì cả, hãy tin cậy con ông được lành. Đừng khóc nữa. Nó không chết, nó chỉ đang ngủ thôi. Con à, dậy nào. Cho ai biết chuyện vừa rồi. Sau đó, Ngài thấy một viên chức tên là Lê Vi đang ngồi bên quầy thuế vụ làm công việc thâu thuế của mình. Hãy theo ta. Ừ.
Chiều đó Chúa Giêsu lên trên đồi cầu nguyện. Ngài đã ở lại đó suốt đêm để cầu nguyện cùng Thượng Đế. Sáng hôm sau, Ngài gọi những người đi theo mình đến, chọn ra 12 người và đặt họ làm sứ đồ. Simon có tên mới là Phi-e-rơ. Andrê em người. Gia-cơ. Giăng. Philip. Barthélemy và Matthieu. Thomas. Jacques, con trai của Aphê. Và Simon, còn được gọi là Celot. Judas, anh của Jacques. Và Judas Iscariot, người sau này sẽ phản bội Chúa Giêsu. Phước cho ai nghèo khó, vì họ sẽ được hưởng nước của Thượng Đế. Phước cho ai đang thiếu thốn, vì họ sẽ được no đủ. Phước cho ai đang than khóc, vì sẽ được vui cười. Phước cho những ai bị người khác ganh ghét, xua đuổi, mắng giết, loại bỏ như kẻ gian ác, vì họ là con yêu dấu của Thượng Đế. Khi bị ức hiếp, hãy vui thỏa, vì Thượng Đế đã dành sẵn phần thưởng rất lớn trên thiên đàng, và bởi các tiên tri xưa kia cũng đã từng chịu đựng như vậy. Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Tôi chỉ có như vậy. Chỉ có vậy thôi à? Khốn khổ cho những ai đang giàu có và hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Chắc ông ta bị tâm thần nên mới không muốn giàu có. Khốn khổ cho ai hiện đang cười, vì họ sẽ than thở khóc lóc. Khốn khổ cho ai được người ta ca tụng, vì các tiện nhân cũng từng nói về những tiên tri giả như vậy. Ta nói điều này cho những ai chịu lắng nghe. Hãy yêu thương kẻ thù và đối tốt với những kẻ ganh ghét anh em. Hãy chúc phước cho kẻ rủa xả và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục anh em. Nếu ai tát một bên má anh em, hãy để họ tát cả bên còn lại. Nếu ai lột áo khoác anh em, hãy cho họ luôn chiếc áo bên trong. Hãy ban cho người cầu xin anh em. Và nếu có ai lấy gì nơi anh, thì đừng đòi lại nữa. Hãy làm cho người khác điều mình muốn họ làm cho mình. Nếu anh em chỉ yêu người nào yêu mình, thì có phước gì đâu. Ngay cả tội nhân cũng yêu người nào yêu họ. Nếu anh em đối tốt với những người đối tốt với mình, thì sẽ được phước lành chi? Ngay cả tội nhân cũng làm vậy. Sao lại chạm vào cô ấy? Sao lại nói với cô ấy? Thật ghê sợ. Nhưng,
không? Hãy yêu kẻ thù của mình, làm điều tốt cho họ, hãy cho mượn mà không cần họ trả, thì anh em sẽ được phước lớn, vì anh em là con đấng chí cao. Ngài nhân lành với cả kẻ vô ơn và độc ác. Hãy biết thương xót như cha của anh em hay thương xót. Cứu chúng tôi, Giê-xu! Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Đừng lên án, anh em sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ, anh em sẽ được tha thứ. Xin dẫn lối cho chúng con. Hãy ban cho thì anh em sẽ được ban cho. Vì khi ban cho, anh em sẽ được hưởng nhận. Người mù không thể dẫn đường cho người mù. Nếu làm như vậy thì cả hai chắc sẽ cùng té xuống hố. Cớ sao anh em luôn nhìn thấy cây dầm trong mắt người khác nhưng lại không nhìn thấy cả cây đà trong mắt chính mình? Xin thầy hãy dẫn lối. Chúng tôi còn có Chúa. Hạnh phúc thay cho người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng ngài. Nhưng phước bội phần hơn cho người lắng nghe và làm theo lời Thượng Đế. Tôi muốn biết người này là ai. Có lẽ nào người đó là đứa cứu thế phải không? Người Pharisee mời Chúa Giê-xu dùng cơm tối. Ngài đã nhận lời vào nhà họ cùng ăn uống và trò chuyện. Bọn trẻ mau ra chỗ khác đi, có nghe không? Đi đi. Tuy đôi lúc chúng hơi phiền phức nhưng cũng rất ngoan. Cô ta làm gì ở đây? Tôi không biết. Nếu là một nhà tiên tri thật thì phải biết con đàn bà đang giam giọng ấy là ai chứ. Chắc phải biết cái loại người dơ bẩn như nó chứ. Ta biết người này là ai, Simon. Để ta nói cho ông nghe. Người chủ nợ kia cho hai con nợ vay tiền. Một người nợ 500 đồng bạc, còn người kia nợ 50. Cả hai đều không có tiền trả nợ, nên ông xóa nợ cho cả hai. Ai là người thương chủ nợ hơn? Tôi nghĩ phải là người được tha nợ nhiều hơn. Ông nói đúng. Hãy nhìn cô gái này. Ta bước vào nhà ông, ông không cho ta thao nước rửa chân. Cô gái này lại lấy nước mắt rửa chân ta, lấy tóc lau cho ta. Ông không hôn để chào đón ta, nhưng từ khi ta đến, cô ấy không ngừng hôn chân ta. Ông không thoa dầu ô liu lên tóc ta, còn cô ấy lại dùng dầu thơm quý để xoa chân ta. Thật, ta nói cùng ông, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, nhưng được tha hết. Nên người yêu mến nhiều, song ai được tha ít thì yêu mến ít. Tội lỗi chị đã được tha. Đức tin đã cứu chị, hãy đi bình an. Và Chúa Giê-xu đã đi khắp nơi để rao giảng tin mừng về nước của Thượng Đế. Có 12 môn đệ cùng đồng hành với Ngài, và cả những người phụ nữ đã được cứu rỗi khỏi quỷ ám. Mary, còn gọi là Madeleine. Jonah, vợ của Suza, người quản lý trong hoàng cung của Herod. Và Susanna.
Nhưng Herod, chư hầu của La Mã đang trị vì Galilê, đã bắt giam Giăng Baptist vào tù vì ông đã dám lên án nhà vua khi nhà vua lấy em dâu của mình. Sao? Vừa khi chúng tôi đến cửa thành Nain thì có một đám tang xuất hiện ngay đó. Người quá cố là con trai của một quá phụ. Khi Giê-xu thấy bà ấy, Ngài đã động lòng thương xót cho bà ấy. Ngài đã sờ quan tài và phán: chàng trai, ta bảo anh thức dậy. Lập tức người chết sống lại, và Giê-xu trao chàng lại cho mẹ chàng. Tìm Ngài và hỏi rằng: thầy có phải là đấng giăng báo trước sẽ đến không? Hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Thưa thầy, thưa thầy, Giăng Baptist sẽ tôi đến hỏi thăm thầy có phải là đấng sẽ đến không, hay chúng tôi phải đợi đấng khác ạ? Về nói với Giăng những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi. Sung sướng thay cho những ai không hoài nghi ta. Lên da cha đi, giờ con thấy chưa? Con thấy Chúa Giê-xu rồi. Một người gieo giống đi ra gieo giống. Vừa khi người ấy rải hạt, một số hạt rơi dọc đường bị dẫm lên, và chim trời đã sà xuống ăn. Một số hạt đã rơi trên đá sỏi, và khi chúng mọc lên liền bị héo đi vì không đủ chất dinh dưỡng. Một số hạt rơi giữa gai gốc, gai gốc với cây con cùng tăng trưởng nên còi cọc. Một số hạt giống rơi vào đất tốt, và cây lúa trổ bông kết hạt, mỗi cây 100 hạt. Thưa thầy, sao mỗi khi có đám đông thầy lại dẫn chuyện ngụ ngôn vậy? Anh em được ban cho hiểu biết những màu nhiệm của nước trời, còn với những người khác phải dùng tới chuyện ngụ ngôn, vì họ nhìn được nhưng không thấy, và nghe được nhưng không hiểu. Đây là ý nghĩa của ngụ ngôn. Hạt giống là lời của Thượng Đế. Hạt giống rơi xuống dọc đường tượng trưng cho người nghe, nhưng sau đó bị ma quỷ đánh lấy sứ điệp khỏi lòng họ, để giấu họ khỏi niềm tin và ơn cứu rỗi. Còn hạt giống rơi trên đá sỏi là tượng trưng cho những người nghe sứ điệp và vui sướng tiếp nhận, nhưng họ không đâm rễ, nên chỉ có niềm tin nhất thời. Và khi kỳ thử thách tới, họ sẽ rơi rớt. Còn hạt giống rơi vào gai gốc tượng trưng cho người nghe và tiếp nhận, nhưng gai gốc với cây con cùng tăng trưởng nên cây con bị chen lấn, chẳng thể nào kết trái được. Còn hạt giống rơi trên đất tốt tượng trưng cho người nghe sứ điệp, đồng thời giữ nó với lòng trung thành và vâng phục. Họ sẽ kiên trì đến khi có kết quả. Không ai thắp đèn mà lấy chậu úp lại, hay để nó xuống gầm giường, mà phải cắm nó trên giá đèn, để cho ai bước vào đều nhìn thấy được ánh sáng. Điều che giấu nào cũng sẽ được đưa ra công khai, điều bưng bít nào cũng được tìm và đưa ra ánh sáng. Hãy cẩn thận về những điều mình nghe, vì ai có sẽ được cho thêm, nhưng ai không có sẽ bị lấy luôn ngay cả những điều họ tưởng là mình đang sở hữu. Thưa thầy, mẹ và các em thầy đang đứng ở bên ngoài, họ nói muốn gặp thầy. Mẹ và các em thầy là người luôn lắng nghe Thượng Đế và vâng theo Ngài. Một hôm,
Chúa Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và bảo với họ rằng: hãy đưa chúng ta đi qua bờ bên kia của hồ. Vậy là họ chèo thuyền đi, còn Ngài ngủ thiếp đi. Sắp đắm rồi, hãy cứu chúng tôi với. Chúng ta được cứu rồi. Đức tin anh em ở đâu? Sau đó họ chèo thuyền đến Gadara, bờ bên kia của hồ Galilê. Tôi gian Ngài, đừng trừng phạt tôi. Tên ngươi là gì? Phù thủy, xéo đi, cút ra khỏi nơi đây, xéo đi khỏi đây ngay. Dù Ngài có đi đâu, con cũng theo Ngài. Cho con đi với Ngài. Hãy về nhà đi, thuật lại điều Thượng Đế đã làm cho con. Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đã cùng nhau rút về Bethsaida. Nhưng dân chúng đã biết tin đó và kéo theo Ngài. Vào khoảng lúc xế chiều, Phi-e-rơ nói: Thưa Thầy, xin hãy cho dân chúng về,
để họ có thể vào các ngôi làng và nông trang xung quanh đây tìm cái ăn và chỗ ngủ. Nơi đây chẳng có cái gì hết. Chính anh em phải cho họ ăn. Nhưng chúng ta chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá thôi. Con xin cảm tạ Chúa là Thượng Đế, vua của cả vũ trụ này, đấng đã khiến đất sinh lương thực. Đúng là một phép lạ. Không tin nữa. Dân chúng đang nghĩ thầy là ai? Có vài người nói ngài là Jean Baptiste, một số khác thì nói ngài là Eli, một số khác nữa thì nói ngài là tiên tri đời xưa đã sống lại. Anh em thì sao? Anh em nói ta là ai? Ngài là Chúa cứu thế. Đừng nói cho ai nghe điều này. Con người sẽ phải chịu nhiều đau đớn và bị khước từ. Ngài sẽ bị giết chết. Nhưng sau đó 3 ngày, Ngài sẽ sống lại. Ai trong anh em muốn theo thầy? Tôi sẽ đi theo thầy, thưa thầy. Nhưng mà cho tôi về chào từ giã gia đình tôi đã. Người nào cầm cày mà còn ngoảnh nhìn lại đằng sau thì không đáng được vào nước trời. Nếu ai muốn đến với ta thì phải từ bỏ bản thân mình, mỗi ngày vác thập tự giá mà đi theo ta. Vì người nào muốn cứu mạng mình thì sẽ mất, còn người nào dám bỏ mạng sống vì ta sẽ được sống. Nếu ai được cả thế giới mà lại để mất linh hồn mình thì có ích gì? Nếu có ai thấy hổ thẹn vì lời thầy dạy thì họ sẽ tự hổ thẹn khi ngài ngự đến trong vinh quang, sự vinh quang của cha và các thiên thần. Thầy bảo anh em, có vài người ở đây sẽ không phải chết cho đến khi nào họ thấy được nước trời. Kế đó, Chúa Giêsu đem theo Jean, Jacques và Pierre cùng đi lên đồi để cầu nguyện.
Trong lúc ngài cầu nguyện, diện mạo của ngài đã bắt đầu biến đổi. Áo của ngài trở nên rực sáng hơn hẳn. Chợt có hai người đến để hầu chuyện ngài. Họ chính là Môi-se và Ê-li, hiện ra trong ánh hào quang rực rỡ. Ngài sẽ hoàn thành ý của Thượng Đế. Ngài sẽ chết ở Jerusalem. Sau khi họ rời đi, Phi-e-rơ thưa với Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, nếu ở lại đây thì tốt biết mấy. Chúng ta sẽ dựng ba cái lều, một cho Thầy. Và trong lúc đó, một đám mây kéo đến bao phủ lấy họ, khiến cho các môn đệ hoảng sợ. Có tiếng nói vọng từ đám mây phán rằng: Đây là con ta, là đấng được chọn, hãy nghe theo Ngài. Thầy ơi, Thầy ơi, xin Thầy giúp đỡ con trai của tôi. Xin Thầy hãy cứu lấy nó. Nó là con trai một trong nhà. Tôi đã dâng sinh môn đệ của Ngài, đuổi quỷ ra khỏi người nó, nhưng không có làm được. Hỡi thế hệ vô tín và ngoan cố kia, ta sẽ ở và chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Mang cô bé đến đây. Mặt nó hồng hào lại rồi. Thật quá dữ kỳ. Xin dạy con cầu nguyện giống như răng đã dạy các môn đệ của người. Hãy cầu nguyện thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh khắp nơi. Xin nước Cha mau đến, ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con, cũng như chúng con tha cho những người mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Xin thì anh em sẽ được, tìm anh em sẽ gặp, gõ cửa và cửa sẽ mở cho anh em. Vì những người nào xin sẽ nhận được, ai tìm kiếm thì sẽ gặp, và cánh cửa sẽ mở ra cho những ai tới gõ. Người nào trong anh em đã làm cha lại cho con rắn khi chúng xin con cá, hoặc cho bọ cạp khi chúng xin một quả trứng? Anh em vốn có bản chất xấu mà còn biết cho con mình những điều tốt.
Huống chi cha trên trời là đấng sẽ ban thánh linh của ngài cho những ai biết cầu xin ngài. Ta bảo anh em, đừng lo lắng về chuyện lấy gì ăn để sống, cũng đừng lo chuyện lấy gì để mặc, vì sự sống quý hơn thức ăn, và thân thể quý hơn quần áo. Chẳng hạn như chim quạ, chúng chẳng gieo chẳng gặt, cũng không có kho tàng dự trữ, Thượng Đế còn nuôi. Huống hồ là anh em quý hơn loài chim biết bao. Có ai trong anh em nhờ lo âu mà kéo dài được sự sống không? Việc nhỏ như vậy còn không làm nổi, sao anh em còn lo lắng đủ điều? Ví như loài hoa này sống ra sao? Chúng chẳng kéo chỉ dệt tơ. Áo vua Salomon lộng lẫy cỡ nào cũng không thể sánh bằng một cánh hoa. Thượng Đế còn sẵn sàng khoác bộ áo đẹp cho loài hoa sớm nở tối tàn này, huống chi là anh em quý giá biết bao. Hỡi những kẻ ít đức tin, hãy cho con thêm niềm tin. Nếu anh em có đức tin dù chỉ bằng một hạt cải, thì hãy nói với cây dâu này rằng, hãy bật gốc mình lên đi rồi quăng mình xuống biển, thì nó sẽ nghe lời anh em. Cám dỗ phạm tội chắc sẽ tới, nhưng khốn khổ cho người nào tiếp tay. Tốt hơn hết là cứ thẳng tay cột cái đó vào tảng đá mà quăng xuống đáy biển, còn tốt hơn là để nó làm cớ cho người khác phạm tội. Thế thì nước của Thượng Đế là gì? Nó giống như vậy. Có một người lấy một hạt cải giống gieo trong vườn của mình. Cây con lớn lên trở thành cây lớn, và đàn chim tới làm tổ trên cành của nó. Tôi không hiểu ngài nói cái gì. Sao ông có thể thoải mái ăn uống với phường thu thuế và kẻ phạm tội như vậy? Người khỏe mạnh thì không cần đến bác sĩ, chỉ người đau yếu mới cần. Ta không đến để kêu gọi người công chính ăn năn, mà là kẻ phạm tội. Xin kể chuyện nước ngài cho con nghe, còn gì nữa không? Hỡi anh em đừng sợ hãi, vì cha vui lòng ban nước ngài cho anh em. Hãy bán hết gia sản mà bố thí cho người nghèo. Hãy sắm cho mình một túi tiền không sờn rách và trữ của cải trên trời, là nơi chẳng hề hao hụt, vì không kẻ trộm nào lấy được, và mối mọt không thể phá được. Vì của cải ở đâu thì lòng anh em luôn ở đó. Bà ơi, bà đã thoát khỏi bệnh tật rồi. Kìa, bà ấy lành rồi. Thật là một phép lạ. Bà ấy khỏe rồi, mọi người xem. Ngợi khen dành Chúa. 18 năm cảm tạ Thượng Đế. Ở đây chúng ta có 6 ngày để làm việc, vì vậy có muốn chữa bệnh phải chữa vào ngày khác, không phải trong ngày nghỉ. Kẻ đạo đức giả, có ai trong các ông không thả bò dắt lừa ra khỏi chuồng và dẫn chúng đi uống nước ngay trong ngày nghỉ không? Bà ấy là con gái của Abraham, người đã bị Satan trói buộc suốt 18 năm qua, lẽ nào lại không được giải thoát trong ngày nghỉ?
Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Sao gọi ta là nhân lành? Không ai nhân lành ngoài Thượng Đế. Chắc chắn anh biết rõ các điều răn. Người chớ phạm tội ngoại tình, người chớ đi giết người và người chớ làm chứng sai sự thật. Phải hiếu kính với cha mẹ của mình. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn ghi nhớ và làm theo các điều răn đó. Vẫn còn một điều nữa mà anh phải làm. Anh phải bán hết gia sản và bố thí cho người nghèo. Anh sẽ có của cải trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Chúng tôi là thương gia và rất giàu có. Người giàu có mà vào trong nước của Thượng Đế thì khó vô cùng. Người giàu có vào nước của Thượng Đế còn khó hơn việc một con lạc đà chui qua lỗ kim. Vậy thì ai sẽ được cứu? Việc gì con người không thể làm được thì Thượng Đế làm được. Chính xác thì chừng nào nước của Thượng Đế mới đến? Nước của Thượng Đế không thể đến như cách thông thường được. Không có ai nói kìa, nước ở đó hay nước ở đây. Vì nước của Thượng Đế ở trong lòng anh. Sẽ tới lúc anh em ước mong được nhìn thấy một ngày trong chuỗi ngày của con người, nhưng anh em sẽ không thấy. Ngày của con người sẽ hiện đến như ánh chớp xé bầu trời và tia chớp nhá từ đỉnh trời đến tận đường chân mây. Nhưng trước hết, ngài phải chịu nhiều nỗi đau và bị người đương thời khước từ. Phước cho đôi mắt được thấy điều các con đang thấy. Có nhiều nhà tiên tri và vua chúa muốn thấy điều anh em thấy, nhưng họ không thể nào thấy được. Họ muốn nghe điều anh em nghe mà không nghe được. Vậy phải làm sao? Lời Kinh Thánh đã nói gì? Anh hiểu Kinh Thánh ra sao? Hãy yêu Chúa là Thượng Đế bằng trái tim, bằng cả linh hồn, bằng cả sức lực và bằng cả tâm trí. Hãy yêu người lân cận như yêu chính mình. Anh nói đúng, làm vậy anh sẽ sống. Người lân cận là ai? Ta phải yêu lính La Mã sao? Còn Caesar thì sao? Một hôm có người đi từ Jerusalem đến Jericho. Ông bị bọn cướp tấn công, bị trấn lột đánh đập rồi nằm yên đó chờ chết. Vào lúc đó có một thầy tế lễ đi qua. Khi thấy nạn nhân, ông ấy đã lảng tránh qua bên kia đường. Cũng trên con đường đó có một người Lê-vi bước tới nhìn nạn nhân, rồi cũng bỏ đi không thương xót gì. Nhưng khi một người Samari đi ngang thấy người gặp nạn, bèn đến gần. Khi nhìn nạn nhân, người Samari đã động lòng thương xót. Ông bước tới bên nạn nhân, thoa dầu và bóp rượu rồi băng bó các vết thương. Sau đó ông đỡ nạn nhân lên lưng lừa, chở đến quán trọ để chăm sóc chu đáo hơn. Hôm sau ông đưa thêm tiền cho chủ quán và dặn dò chăm sóc cho nạn nhân. Ông còn hứa khi trở về sẽ trả tất cả mọi chi phí còn lại. Vậy trong ba người này, ai là người đã hành động giống người lân cận với nạn nhân bị cướp? Người đã giúp đỡ nạn nhân. Anh em hãy làm như vậy. Hãy để con trẻ đến với ta, đừng ngăn cấm chúng nó. Vì nước trời thuộc về những ai giống như con trẻ. Ta nói thật cùng anh em, hãy ai không tiếp nhận nước trời như một đứa trẻ thì cũng không thể nào bước vào đó được. Hãy ai nhân danh ta tiếp những con trẻ tức là đã tiếp ta. Và ai tiếp ta tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì ai nhỏ nhất giữa vòng anh em sẽ nên lớn nhất. Chuyện gì vậy? Ai đang đi qua vậy? Chúa Giêsu người Nazareth đang đi ngang qua. Giêsu,
Giê-xu, con vua David, xin hãy thương xót tôi. Ông muốn ta làm điều gì cho? Tôi muốn được sáng mắt. Nhìn đi, đức tin đã chữa lành ông. Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Trong lúc Chúa Giê-xu đi vào thành Giê-ru-sa-lem, ở đâu cũng có những đám đông vây lấy Ngài. Dân chúng đến xin Ngài chỉ dẫn họ con đường cứu rỗi và dạy họ hiểu thêm về nước của Thượng Đế. Người này đúng là một đấng tiên tri. Thầy ơi, hãy cứu tôi. Cứu chúng tôi, cứu chúng tôi. Ngợi khen Chúa. Xin Chúa hãy chỉ ra chân lý. Thành Jericho có một người thâu thuế tên là Sa-chê. Ông ấy muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu quá đỗi nên đã leo lên ngọn cây để cao hơn đám đông. Ông là người thâu thuế mà. Xuống đây đi Sa-chê, vì hôm nay ta sẽ vào nhà ông. Nhà tôi? Ai mà muốn ở nhà ông ấy. Sao Sa-chê biết Chúa Giê-xu vậy? Thưa thầy, tôi sẽ lấy phân nửa tài sản của tôi để phân phát cho người nghèo. Nếu tôi có gian lận gì của ai, tôi xin trả lại gấp 4 lần con số đó. Dạ. Không thể tin nổi, một người thâu thuế lại trả tiền dư thuế, đúng là khó hiểu. Vậy là hôm nay ơn cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham. Bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ hư mất. Nghe đi, chúng ta sẽ đến Jerusalem, nơi ứng nghiệm mọi điều mà các nhà tiên tri viết về con người. Ngài sẽ bị nộp vào tay ngoại quốc. Họ sẽ chế nhạo Ngài, chửi mắng làm nhục Ngài và phỉ nhổ Ngài. Ngài sẽ bị đánh và giết. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sống lại. Mặc dù Chúa Giê-xu đã biết trước Ngài sẽ bị giết vì tội lỗi nhân loại, nhưng Ngài vẫn lên đường đi về Giê-ru-sa-lem. Có rất nhiều người vui mừng về sự xuất hiện của Ngài. Họ tôn Chúa Giê-xu lên làm vua. Thưa thầy, hãy truyền cho các môn đệ của thầy im lặng. Các ông nghe đây, nếu như họ im lặng thì chính những viên đá dưới chân sẽ tung hô. Cầu xin đấng chí cao sẽ che chở Chúa Giê-xu.
Chúa Giêsu đi gần đến Jerusalem, Ngài ngắm nhìn thành phố và bật khóc. Ngày hôm nay, ước gì ngươi biết con đường đem lại sự bình an mà ngươi không nhận thấy. Vì sẽ đến ngày kẻ thù ngươi sẽ tới, họ đắp lũy xung quanh ngươi và tấn công ngươi dữ dội từ mọi hướng, và sẽ tiêu diệt ngươi và con cái ở giữa ngươi. Họ sẽ không để cho ngươi một hòn đá nào chồng lên hòn đá khác, bởi vì ngươi không biết thời điểm mình được thăm viếng. Đền thánh ở Jerusalem đã trở nên một trung tâm thương mại hơn là một nơi thờ phượng Thượng Đế. Sáu, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, mà các ngươi đã biến nó trở thành nơi trộm cướp. Ông ta đã đuổi hết thuốc của tôi. Gắn lại, gắn lại. Chống đối của một số nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo đã gia tăng bởi vì dân chúng cùng tung hô Chúa Giêsu là vua. Tôi biết là rất nhiều người dân đã muốn tôn hắn lên làm vua. Vua hả? Vua có ăn mày bọn điếm bọn cướp trước đây cũng đã thấy rồi. Chúng tới tuyên bố đủ điều rồi đi, chẳng ai nhớ cả. Nhìn lại đi, số người đi theo hắn ta ngày càng đông. Dân chúng rất hâm mộ hắn, nghĩ rằng hắn là vua. Nên tôi báo trước cho hai người, nếu như hắn ta mà làm mất an ninh hơn nữa, tôi sẽ tìm hai người. Ông ta nói đúng, đã tới lúc phải đối đầu với hắn rồi. Ngày qua ngày, Chúa Giêsu lên án những kẻ đạo đức giả như thầy dạy luật, người Pharisee. Chính họ tạo ra luật pháp, nhưng bản thân lại không tuân giữ luật pháp. Ngài vào bên trong đền thờ và nhìn thấy một quả phụ rất nghèo khó đang dâng 2 đồng xu. Sao mà ít vậy? Không hơn được sao? Ta bảo anh em, quả phụ nghèo khó này đã bỏ vào phần nhiều hơn hết, bởi vì những người khác lấy của dư thừa trong số tài sản của mình để làm lễ. Nhưng bà dù rất nghèo thiếu lại dâng hết những đồng xu cuối cùng. Nói đi, ngươi lấy quyền gì mà nói những điều này? Ai cho ngươi cái quyền đó? Vậy để ta hỏi ông một câu. Quyền làm phép báp têm của răng đến từ Thượng Đế hay loài người? Ta sẽ nói gì? Nếu ta nói từ Thượng Đế, hắn sẽ hỏi tại sao? Ngươi không tin răng sao? Nhưng nếu nói từ loài người thì cả đám sẽ ném đá chúng ta, vì tất cả đều quả quyết răng là nhà tiên tri. Bọn ta không biết quyền đó từ đâu. Vậy thì ta sẽ không nói ta lấy quyền gì để làm điều này. Có ông chủ kia trồng được một vườn nho và đem cho tá điền thuê. Ông phải đi xa nhà khá lâu. Đến khi mùa thu hoạch nho tới, ông sai đầy tớ tới chỗ tá điền.
để thu lại số qua lợi mùa màng phải nộp. Nhưng các tá điền hành hung và đuổi người đầy tớ đó về. Ông bèn sai một đầy tớ khác. Nhưng các tá điền lại hành hung, chửi rủa thậm tệ và đuổi người đầy tớ đó về tay không. Chủ lại sai thêm người thứ ba. Nhưng các tá điền cũng đã đánh đập và đuổi nó đi. Chủ vườn nho tự nhủ với bản thân mình: ta phải làm sao? Ta sẽ gọi con trai ta đi, chúng sẽ cả nể con ta. Khi thấy cậu ấy tới, các tá điền đã bàn với nhau: đây là đứa con kế tự, hãy cùng giết chết nó thì cả gia tài sẽ thuộc về ta. Xin chúa kể tiếp. Rồi chúng quăng cậu ra khỏi vườn nho, giết chết cậu. Sau đó chủ vườn nho sẽ làm gì với các tá điền đó? Ông đến giết chết những kẻ đó và giao vườn nho lại cho các tá điền khác. Chuyện ngụ ngôn này có ý nghĩa gì? Vần đá bị thợ xây cho là không có giá trị đã trở thành vần đá quan trọng nhất. Ai ngã xuống vần đá ấy sẽ tan ra thành từng mảnh vụn. Còn nếu vần đá đó rớt xuống người nào sẽ nghiền kẻ đó thành bụi. Thưa thầy, chúng tôi biết những điều thầy trao giảng là đúng. Chúng tôi biết là thầy không quan tâm tới địa vị cao thấp, nhưng mà thầy dạy cho người ta ý muốn của Thượng Đế. Nói xem, việc đóng thuế cho Hoàng đế La Mã có phải chống lại luật pháp của đất nước chúng ta hay là không? Hãy cẩn thận, họ muốn vu oan ngài. Đưa ta xem một đồng bạc. Trên đây là hình và hiệu của ai? Caesar. Hãy trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar, và trả Thượng Đế những gì thuộc về Thượng Đế. Vậy câu trả lời cuối cùng là gì? Chỉ vài ngày nữa là đến ngày lễ ăn bánh không men, hay còn gọi là lễ vượt qua. Chúa Giêsu sai Simon Phi-e-rơ và Giăng đi trước để chuẩn bị bữa ăn. Ta rất muốn dùng bữa với anh em trong lễ vượt qua trước khi ta chịu khổ. Ta nói cùng anh em, ta sẽ không dự lễ này nữa cho đến khi lễ này được diễn ra nơi nước trời. Con cảm tạ cha là Thượng Đế, vua của cả vũ trụ này, đấng làm ra trái trên cành nho. Anh em hãy uống cùng nhau. Vì ta nói cùng anh em, ta sẽ không uống nước của trái nho này cho đến khi nước trời đến. Con xin cảm tạ cha là Thượng Đế, vua của cả vũ trụ này, đấng đã làm ra bánh trên trái đất. Này là thân thể ta ban cho anh em, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chén này chính là giao ước mới trong huyết ta, đổ ra vì anh em. Hãy nhìn xem, bàn tay kẻ phản ta đặt gần ta trên bàn này. Quả thật con người sẽ chịu chết theo ý muốn của Thượng Đế, nhưng khốn thay cho kẻ nào muốn phản bội con hả? Hỏi thầy người đó là ai? Thầy ơi, là ai vậy? Con không bao giờ bỏ thầy.
người lớn nhất giữa anh em phải trở nên kẻ nhỏ nhất. Người lãnh đạo phải giống như kẻ phục vụ. Ai là người lớn hơn? Người đang ngồi trên bàn ăn hay là kẻ dọn bàn? Dĩ nhiên là người ngồi ăn. Nhưng ta ở giữa anh em như kẻ dọn bàn. Anh em đã ở với ta vượt qua mọi thử thách, và như cha đã ban cho ta quyền cai trị, ta sẽ ban cho anh em quyền như vậy. Anh em sẽ ăn uống với ta trong nước của Thượng Đế. Anh em sẽ ngồi trên ngôi và trị vì 12 chi tộc Do Thái. Không ai phản bội thầy đâu. Simon, nhìn đi Simon. Satan đang thèm khát được thử thách anh em. Lấy đức tin ra khỏi anh em như tách lúa mì khỏi vỏ trấu. Nhưng ta cầu nguyện cho đức tin của Simon sẽ không sờ ngã. Khi anh em trở lại với ta thì hãy gây dựng anh em của mình. Thưa thầy, con sẵn sàng đi vào ngục tối cùng với thầy, thậm chí cùng chết với thầy. Hãy nghe ta nói, Fierro. Hôm nay trước khi gà gáy sáng, con sẽ phủ nhận 3 lần rằng con không quen biết ta. Ta sai anh em đi không túi không giày. Anh em có thiếu gì không? Không, không thiếu gì. Nhưng bây giờ ai có túi có bao thì hãy mang nó theo. Hãy ai không có gươm thì hãy bán áo mình mà mua nó. Ta bảo anh em, có lời trong Kinh Thánh chép, Ngài sẽ bị liệt trong nhóm người phạm tội, và những điều chép về Ngài đều sẽ được ứng nghiệm. Thầy ơi, có 2 cây gươm ở đây nè thầy. Vậy là đủ rồi. Hội đồng trưởng lão đã được họp lại khẩn cấp để tìm cách loại bỏ Chúa Giê-xu ra khỏi họ. Và Sa-tan cũng gieo ý tưởng xấu vào lòng Judas Iscariot, một trong 12 môn đồ của Chúa. Hắn cùng các trưởng lão lập kế hoạch bắt Chúa Giê-xu. Ngài rời Jerusalem lên núi Olive và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để anh em không sa vào cám dỗ. Judas Iscariot đã phản bội Chúa Giê-xu với giá chỉ 30 đồng bạc. Ngài biết đã đến lúc Ngài phải chịu chết để gánh thay tội lỗi của cả nhân loại. Rồi Ngài tiếp tục cầu nguyện. Lạy cha, nếu đẹp ý Ngài, xin cất chén đắng này khỏi con. Nhưng không phải theo ý con mà xin ý cha được nên. Rồi có một thiên sứ từ trên trời hiện đến để ban thêm sức cho Ngài. Mồ hôi của Ngài rơi xuống đất tựa như những giọt máu. Anh em còn ngủ sao? Dậy đi, hãy tỉnh thức cầu nguyện để không bị sa vào cám dỗ. Thank you.
Judah. Anh đã dùng một cái hôn để phản bội con người sao? Chú ơi, chúng ta sẽ đánh họ bằng gươm chứ? Người đâu bắt lấy hắn? Dừng tay Führer. Đúng là phép màu. Ta có tội gì mà các ông đem người và vũ khí tới đây để bắt ta? Ta giảng dạy hàng ngày với các ông trong đền thờ, sao các ông không bắt? Nhưng thời điểm này là của các ông, lúc quyền lực tối tăm cai trị. Bắt hắn. Cho kỹ. Chúng đem Chúa vào sân thầy cả thượng phẩm, rồi chế giễu ngài là vua dân Do Thái. Áo của vua đây này. Nói thử xem điều gì sắp xảy ra. Ngài sẽ cứu chúng tôi đúng không bệ hạ? Ngài sẽ cứu chúng tôi chứ? Người này cũng ở cùng với Giê-xu? Không, tôi chưa từng gặp người đó. Tôi thấy họ đi với nhau. Những đầy tớ khiêm nhường. Ngài thấy sao khi phải ngước nhìn người khác? Ngươi là một trong số họ. Không, không phải tôi. Tôi dám chắc người này từng ở với Giê-xu, vì người này cũng là người Galilee. Hãy đi đi. Tôi không biết ông đang nói gì thế. Chúa quay lại nhìn Phi-e-rơ. Phi-e-rơ giật mình nhớ lại những lời Chúa đã nói. Trước khi gà gáy, ông sẽ chối ngài 3 lần bởi không dám thừa nhận mình biết ngài. Ông bật khóc, ăn năn thống hối. Lạy Chúa, xin hãy thương xót con vì tình thương bao la của ngài. Xin hãy rửa đi tội lỗi của con và làm con sạch tội. Sự trung thực là điều mà ngài muốn. Xin hãy cho con một trái tim trong sạch. Chúa ơi, xin hãy cho con niềm vui một lần nữa. Từ sự cứu rỗi của ngài, xin giúp con. Luôn vâng lời Chúa. Ai đã đánh người? Nói. Nói đi tiên tri. Ai sẽ đánh tiếp? Dừng tay. Ta nói dừng tay. Giải hắn ra trước hội đồng. Đi. Hội đồng tôn giáo của các trưởng lão đã hợp lại để thẩm vấn Chúa Giê-xu.
Nói đi, có phải ngươi là đấng cứu thế? Nếu ta nói, các ông cũng sẽ không tin. Và nếu ta có hỏi, các ông cũng sẽ không trả lời ta. Nhưng từ nay về sau, con người sẽ ngồi bên phải của Thượng Đế đấng toàn năng. Vậy ngươi là con của Thượng Đế à? Đúng như điều ngươi nói. Ai cho hắn cái quyền nói vậy? Đúng là phạm thượng mà. Đúng vậy, thực sự quá phạm thượng rồi. Tại sao lại dám nói vậy chứ? Chết. Quá phạm thượng rồi. Đúng vậy. Tất cả chúng ta ở đây đều đã nghe hắn nói. Ta sẽ nộp hắn cho Phi Lát. Đưa hắn đi đi. Đưa hắn đi. Đưa hắn đi. Đưa hắn đi. Rồi họ trói ngài đem nộp cho Phi-lát, kẻ tàn bạo nhất trong tất cả tổng đốc La Mã. Ông ta đã tuyên án tử hình hàng ngàn người dưới hình thức đóng đinh vào cây thập tự giá. Chỉ mới sáng sớm thôi, các người làm gì mà ồn ào vậy? Chúng tôi bắt được một người đang mê hoặc dân chúng. Hắn còn gây hỗn loạn chỗ buôn bán trong đền thờ. Hình phạt cho hắn là gì? Kết án đi. Ta thấy không có lý do gì để kết án người này. Không, hắn là kẻ có tội vì đã xúi dục để cho dân chúng không đóng thuế. Hắn tự xưng mình là đấng cứu thế, là vua. Là vua? Ngươi là vua Do Thái đúng không? Ông nói đúng. Hắn đã bắt đầu từ Galilee và bây giờ hắn tìm đến đây. Ở Galilee? Người này là người Galilee à? Trường hợp này hãy để cho Herod xét xử. Giờ Herod còn ở Jerusalem phải không? Hãy giải lên Herod. Ngươi nói mình là ai hả? Đám người ngươi gọi là môn đệ là ai? Nhiều người đồn ngươi biết làm nhiều phép lạ. Hãy làm cho ta xem nào. Bệ hạ, hắn đã và đang làm hư các thần dân của người. Hắn tự xưng mình là vua. Người này là vua. Bệ hạ của ta. Đánh hắn đi. Giải hắn lại cho Phi-lát. Đó là nơi của hắn. Người này không phạm điều gì nặng để đáng bị tội chết. Nên ta sẽ đánh đòn hắn, rồi thả hắn đi.
tôi phải nhắc lại là phạm đến ngày lễ vừa qua, ta sẽ lệnh tha cho một tên tội nhân. Hãy tha cho Barabbas. Hãy giữ tử Giê-xu đi. Phải thả Barabbas. Đóng đinh Giê-xu! Đóng đinh hắn! Đánh hắn! Đám đông cứ tiếp tục la lối, gào thét, nhất định đòi đóng đinh Chúa Giê-xu. Vì sợ đám đông nổi loạn, Phi-láp thỏa hiệp thông qua án tử hình Chúa Giê-xu và trả tự do cho tên Ba-ra-ba là kẻ đang mang tội trọng. Lui! Lui ra! Lui ra mau! Tỉnh xa hơn ra! Tỉnh ra! Lùi ra, lùi ra mau, đánh ra, đánh sang ra, đánh ra, đánh ra mau, đánh đường coi, cậu nói mày đánh ra mau, đứng lên, tất cả lùi ra. Hey, mày tên gì? Simon Siren thôi ngài. Bước qua bên đó. Cắt dây đi. Hey, hãy dắt nó lên. Mau lên, đi mau. Đi ra. Đi ra. Tránh ra. Đi thẳng tới đó. Lùi lại. Tránh ra mau. Lùi lại. Thật khổ cho ngài. Chúa ơi, mau uống đi. Chúa ơi, uống đi. Hỡi người nữ Jerusalem, đừng khóc vì ta. Hãy khóc cho chính mình và cho con cái của mình. Một cây cây xanh tốt mà còn bị đối xử tệ, thì khi khô héo nó sẽ ra sao? Thượng đế giúp ngài, cầu nguyện cho ngài. Đi tiếp đi.
ở trên đó đi. Cứu người khác, xem hắn làm sao cứu mình. Đúng, nếu là đấng cứu thế hãy tự cứu mình đi, thoát khỏi đó đi. Cho chúng ta xem một phép lạ đi nào. Và Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh ở giữa hai tên cướp. Huyết Ngài tuôn đổ trên thập tự để làm trọn lời hứa của Thượng Đế qua các đấng tiên tri hàng ngàn năm trước. Tấm áo của vua này không phải dễ kiếm đâu nha. Bỏ ra, đưa đây, đừng xé nó. Đây, hãy nghe ta nói đi. Chúng ta sẽ chơi bốc thăm. Được rồi, được rồi, chơi bốc thăm đi. Bốc thăm đi. Chạy đi. Mày mạnh quá đó. Mày định sẽ làm gì với nó? Và người ta đóng một cái bảng trên đầu Ngài đề rằng: đây là vua dân Do Thái. Do Thái thì tự cứu mình đi. Sợ Chúa sao? Chúng ta đáng lãnh bản án này.
còn ngày ấy không làm sai gì cả. Xin nhớ đến tôi, Giê-xu ơi, khi ngài về nước của ngài. Ta hứa với ngươi, hôm nay ngươi sẽ được vào thiên đàng với ta. Giữa giờ trưa, bóng tối bỗng bao trùm khắp nơi. Mãi đến tận 3 giờ chiều, mọi người chìm trong hoảng loạn. Trên xuống dưới, lại cha, trong bàn tay cha còn phó thác linh hồn con. Bây giờ viên chỉ huy quân đội, người đã chứng kiến hết mọi sự, liền lớn tiếng xưng nhận ngài. Vinh quang thuộc về Chúa. Quả thật, người này là người công chính. Joseph, người sống ở Arimathe, thành viên của hội đồng tôn giáo, người phản đối hành động độc ác này, ông đã đến xin tổng đốc Philát cho phép chôn cất thi thể Chúa Giê-xu vào mộ phần trước khi chiều xuống và ngày nghỉ bắt đầu. Xin ngài cho phép chúng tôi đưa thi thể Chúa của chúng tôi đi. Tôi sẽ giúp, nhưng nhanh lên, sắp đến ngày nghỉ rồi. Ngày Sa-bát, trời vừa tờ mờ sáng, họ mang theo các loại dầu quý đến để viếng mộ Chúa và xức xác ngài. Họ hốt hoảng khi nhìn thấy tảng đá chắn cửa mộ đã lăn ra. Thi thể Chúa Giê-xu biến mất, chỉ còn lại vải liệm. Sao các ngươi tìm kiếm người sống giữa vòng kẻ chết?
Ngài không ở đây đâu. Ngài sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã phán khi còn ở Galilee. Con người sẽ bị giao nộp trong tay những kẻ có tội, sẽ bị đóng đinh, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Mọi người ơi, tảng đá đã lăn qua một bên, phần mộ trống rỗng. Thi thể Chúa đã biến mất. Thi thể của Chúa đã biến mất sao? Nhưng thình lình có hai người xuất hiện, là thiên thần sáng chói. Ngài phán với chúng tôi: sao các ngươi lại tìm kiếm người sống giữa dòng kẻ chết? Chúa sống lại rồi, đó là sự thật. Hãy tin tôi, tin chúng tôi. Thiên thần đã báo tin, các anh mau đi xem đi. Hầm mộ trống rỗng, Chúa đã biến mất. Vera, hãy tin chúng tôi. Trên đường Emmaus, Chúa Giêsu hiện ra cùng hai môn đệ. Họ trở về kể ngay với các môn đệ khác: Chúa chúng ta sống lại thật rồi, Ngài hiện ra với Simon. Chúng tôi không nhận ra Ngài vì đang đi đường. Khi Ngài bẻ bánh, tôi đã nhận ra. Emmaus, làm sao Chúa đến đó được? Bình an cho anh em. Sao anh em lại bối rối? Sao lòng anh em vẫn còn nghi ngờ? Này, hãy nhìn đôi tay và bàn chân của ta, thật là chính ta. Hãy chạm đến ta, anh em sẽ biết. Linh hồn thì làm sao có xương có thịt như anh em đã thấy. Đây là lời ta đã phán với anh em khi còn ở với anh em. Mọi điều được chép về ta trong sách luật của Môi-se cũng như của các tiên tri và sách thi thiên phải được ứng nghiệm. Đây là lời được chép: đấng cứu thế và chịu đau đớn, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Hãy nhân danh Ngài và công bố cho mọi quốc gia trên thế giới sứ điệp về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Jerusalem. Anh em là nhân chứng cho mọi việc. Chính ta sẽ gửi đến anh em đấng mà cha ta đã hứa. Phần anh em hãy đợi trong thành cho đến chừng nào mặc lấy quyền phép từ trên cao. Nguyện xin Chúa gìn giữ anh em. Mọi quyền phép trên trời và dưới đất đều đã giao cho ta. Bây giờ hãy đi và dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Hãy dạy cho họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho anh em. Và ta sẽ luôn ở cùng anh em cho đến tận thế. Từ xa xưa, các nhà tiên tri đã chép trong Kinh Thánh, Thượng Đế sẽ sai đấng Messiah xuống cứu chuộc nhân loại thoát khỏi sự đoán phạt của Thượng Đế. Cuộc đời Chúa Giêsu đã chứng minh Ngài thật là đấng cứu thế.
nhà tiên tri Esai đã viết, một thiếu nữ sẽ phải chịu thai và sinh một con trai. Điều đó đã xảy ra bởi năng quyền, Thượng Đế đã khiến Mary là một trinh nữ mang thai khi chưa hề ăn ở với người nam nào. Nàng sinh ra Chúa Giê-xu, như đã chép rõ trong Kinh Thánh, sự ra đời kỳ diệu của Chúa Giê-xu là dấu hiệu cho biết con trẻ này là đấng Mê-si-a, đấng Thượng Đế gọi là con ta. Khi mọi người nhìn vào Chúa Giê-xu, họ nhìn thấy bản tánh và quyền năng của Thượng Đế. Ngài chữa lành bệnh, tha thứ tội lỗi và giúp con người nhận biết về nơi ở trong vương quốc của Ngài. Chúa Giê-xu đã hy sinh, chịu chết để gánh lấy hình phạt thay cho cả nhân loại. Sau đó, Ngài đã sống lại. Điều này cho thấy Ngài đã đắc thắng quyền lực của sự chết. Chúa Giê-xu đã phán, ta có quyền phó thác sự sống của mình và cũng có quyền lấy lại. Cuộc đời của Ngài đã ứng nghiệm lời tiên tri về đấng Mê-si-a và khẳng định kế hoạch cứu chuộc của Thượng Đế đã hoàn tất, trọn vẹn. Chúa Giê-xu chính là ngôi lời. Trong Chúa Giê-xu, Thượng Đế bày tỏ chính Ngài cho mọi người trên thế giới. Chúa Giê-xu đến ban cho chúng ta sự sống trọn vẹn như ban đầu khi Thượng Đế dựng nên người nam và người nữ. Nhưng họ đã không tin cậy và không vâng theo lệnh của Ngài. Kinh Thánh chép rằng cả nhân loại đều đã phạm tội và hậu quả của tội lỗi là sự chết. Tội nhân không thể sống trong mối liên hệ với Thượng Đế. Thời xa xưa, Thượng Đế đã sắm sẵn một con chiên để chết thay cho con trai của Abraham, thì cũng một thể ấy, Ngài đã ban Chúa Giê-xu giáng thế chết thay cho dòng dõi của Adam, để bất cứ ai bằng lòng đặt trọn niềm tin nơi Chúa Giê-xu sẽ được phục hồi mối liên hệ với Thượng Đế. Người tin nhận Chúa Giê-xu không chỉ thoát khỏi hình phạt nơi hỏa ngục, mà còn được sống với Thượng Đế mãi mãi. Khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, Ngài phán với những người theo Ngài, người ta sẽ nhân danh ta mà rao giảng cho dân của mọi nước, và Thượng Đế sẽ tha tội cho những ai ăn năn quay lại tin nhận Ngài. Chúa Giê-xu cũng phán, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh sống với những ai tin Ngài. Thánh Linh sẽ giúp họ nhận biết chân lý, ban quyền năng cho họ để có thể sống đúng với ý muốn tốt đẹp của Thượng Đế. Khi một người đàn bà đến với Chúa Giê-xu ăn năn tội của mình, Chúa phán với bà, tội con đã được tha, con được cứu rỗi vì đã tin ta. Cũng như vậy, bất cứ ai thực sự ăn năn tội và tin cậy Thượng Đế thì đó là bằng cớ để họ được Ngài tha thứ mọi tội lỗi. Người nào quyết định tin nhận và đi theo Chúa Giê-xu đều có thể bắt đầu mối liên hệ với Ngài bằng cách dùng lời nói để tuyên xưng đức tin của mình. Lạy Cha Thiên Thượng, Ngài là đấng yêu thương, công bình. Tạ ơn Ngài vì đã yêu con. Con thừa nhận rằng con đã không vâng theo lời Chúa, đã phạm tội với Ngài. Con tạ ơn Ngài vì đã ban Chúa Giê-xu xuống thế gian để chết trên thập tự giá thay cho con, và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Tạ ơn Chúa Giê-xu đã gánh chịu hình phạt thay cho những tội lỗi mà con đã phạm. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và chủ cuộc đời của con. Tạ ơn Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của con và mở một con đường để con được trở lại sống với Ngài mãi mãi. Con cầu xin Chúa ban cho con Đức Thánh Linh, chỉ cho con đường lối của Ngài. Nguyện Chúa ban cho con năng lực để yêu Ngài bằng cả tấm lòng và để sống trọn cuộc đời theo ý Chúa. Con ước mong qua đời sống của con, nhiều người sẽ nhìn biết Chúa và tin nhận Ngài. Amen. Chúa Giê-xu phán, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Những người tin Chúa Giê-xu nhóm họp với nhau, hàng ngày họ cầu nguyện với Ngài, học những điều răn dạy của Ngài trong Kinh Thánh. Họ chăm chỉ học theo gương của Ngài và nói về Ngài cho người khác. Chúa Giê-xu đã dìu dắt và thêm sức mạnh cho họ thông qua quyền năng của Chúa Thánh Linh đấng hiện diện trong lòng họ. Họ đã ghi khắc lời phán dạy của Chúa Giê-xu khi Ngài thăng thiên về trời trên những đám mây
Thượng Đế đã ban cho ta tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất. Vậy hãy đi, khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Và này, ta luôn ở cạnh các con cho đến ngày tận thế.